Xin chào các em học sinh, thầy tên là Trần Thanh Lâm, giáo viên dạy môn sinh học trường Trung học cơ sở Trương Gia Mô, thành phố Châu Đốc. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập bài tập đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể. Về nội dung lý thuyết của phần này, thì trong chương trình phát sóng lần trước, thầy đã ôn tập cho các em. Các em có thể xem lại bằng cách truy cập vào trang web của Sở Giáo dục Đào tạo An Giang hoặc truy cập vào trang web của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Đầu tiên, thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập lại bài tập về đột biến gen. Về các dạng đột biến gen thì gồm có mất, thêm, thay thế, đảo vị trí một hay một vài cặp nucleotide. Nếu đột biến gen liên quan đến một cặp nucleotide thì gọi là đột biến điểm. Dạng 1, gen sau khi đột biến có chiều dài hoặc số liên kết hydro không thay đổi. Số liên kết hydro thay đổi. Gen sau khi đột biến có chiều dài hoặc số nucleotide không thay đổi, số liên kết hydro thay đổi thì đột biến thuộc dạng thay thế. Nếu số liên kết hydro tăng thì đột biến thuộc dạng thay thế cặp AT bằng cặp GX. Nếu số liên kết hydro giảm thì đột biến thuộc dạng thay thế cặp GX bằng cặp AT. Về bài tập minh họa, một gen có tổng số 3.000 nucleotide và có 3.600 liên kết hydro. Gen bị đột biến không làm thay đổi chiều dài, nhưng làm giảm 3 liên kết hydro của gen. Hãy xác định số nucleotide mỗi loại của gen chưa đột biến và số nucleotide mỗi loại của gen sau khi đột biến. Về hướng dẫn giải, số nucleotide mỗi loại của gen lúc chưa đột biến. Theo đề bài cho thì tổng số nu của gen là 3.000 nucleotide. Trên gen thì có 4 loại nu là AT, GX. Theo nguyên tắc bổ sung, A bằng T, G bằng X. Vì vậy mà chúng ta có công thức 2A cộng 2G bằng 3.000. Cũng theo đề bài cho, tổng số liên kết hydro của gen là 3.600. A liên kết với T bằng 2 liên kết hydro, G liên kết với X bằng 3 liên kết hydro. Vì vậy mà ta có công thức 2A cộng 3G bằng 3.600. Để giải cái hệ phương trình này thì các em lấy cái phương trình số 2 trừ cho phương trình số 1 thì chúng ta sẽ ra được G bằng 600 nucleotide. Thay G vào phương trình số 1 thì ta được 2A cộng 2 nhân cho 600 bằng 3.000. Vậy 2A bằng 3.000 trừ 1.200, 2A bằng 1.800. Vậy suy ra A bằng 900 nucleotide. Vậy số nucleotide mỗi loại của gen là A bằng T bằng 900 nucleotide, G bằng X bằng 600 nucleotide. Về phần B, số nucleotide mỗi loại của gen sau khi đã đột biến. Vì đột biến không làm thay đổi chiều dài thì chứng tỏ đây là đột biến thay thế cặp nucleotide này bằng cặp nucleotide khác. Đột biến thay thế và làm giảm 3 liên kết hydro chứng tỏ đây là đột biến thuộc loại thay thế 3 cặp GX bằng 3 cặp AT. Số nucleotide của mỗi loại sau đột biến G bằng X bằng 600 trừ 3 bằng 597. Bởi vì 3 cặp GX được thay ra và 3 cặp AT được thay vào. Vì vậy mà A bằng T bằng 900 cộng 3 thì bằng 903 nucleotide. Về dạng 2, gen sau khi đột biến có chiều dài hoặc số nucleotide thay đổi. Nếu chiều dài hoặc số nucleotide tăng thì đột biến thuộc dạng thêm cặp nucleotide. Nếu chiều dài hoặc số nucleotide giảm thì đột biến thuộc dạng mất cặp nucleotide. Về bài tập minh họa, gen B lớn dài 4.080 angstrom, số nucleotide loại A chiếm 30% tổng số nucleotide của gen. Gen B bị đột biến trở thành gen B nhỏ. Gen B nhỏ ít hơn gen B lớn 7 liên kết hydro và ngắn hơn gen B lớn 10,2 angstrom. A. Xác định dạng đột biến đã xảy ra. B. Tính số lượng từng loại nucleotide của gen B lớn và B nhỏ. Vì gen B nhỏ có số liên kết hydro giảm và chiều dài giảm thì các em xem đây là loại đột biến nào. Về câu B, dựa vào chiều dài thì các em sẽ tìm được tổng số nu của gen và từ đó các em sẽ tính được số nucleotide từng loại của gen. Hướng dẫn giải,
A xác định dạng đột biến đã xảy ra vì gen B nhỏ có số liên kết hydro giảm và chiều dài gen cũng giảm. Vậy đây là dạng đột biến mất cặp nucleotide. Gen B nhỏ ngắn hơn gen B lớn là 10,2 angstrom. Vậy suy ra số cặp nucleotide bị mất là 10,2 chia 3,4 bằng 3 cặp nucleotide. Chúng ta chia cho 3,4 bởi vì khoảng cách chiều dài từ nucleotide này tới nucleotide kia là 3,4 angstrom. Về phần B, tính số lượng từng loại nucleotide của gen B lớn và gen B nhỏ. Theo đề bài cho, gen B lớn có chiều dài L bằng 4.080 angstrom, trong đó số nu loại A chiếm 30% tổng số nu. Vậy chúng ta có công thức tính tổng số nu sẽ bằng L nhân 2 chia cho 3,4 angstrom bằng 4.080 nhân 2 chia 3,4 bằng 2.400 nucleotide. A chiếm 30% tổng số nu, vậy bằng 30% nhân cho 2.400 bằng 720 nucleotide. Mặt khác, chúng ta có A cộng G bằng 50% tổng số nu. Vậy suy ra G bằng 50% trừ 30% bằng 20% nucleotide. G bằng 20% nhân cho 2.400 bằng 480 nucleotide. Vậy số nu từng loại của gen B lớn là A bằng T bằng 720 nucleotide, G bằng X bằng 480 nucleotide. Về gen B nhỏ bị mất 3 cặp nucleotide và giảm 7 liên kết hydro. Bởi vì mất 3 cặp nucleotide, chúng ta không biết là mất những cái cặp nucleotide nào. Vì vậy, chúng ta gọi X là số cặp nucleotide AT bị mất, gọi Y là số cặp nucleotide GX bị mất. Vậy X cộng Y là bằng 3 cặp bị mất đi. Số liên kết hydro giảm 7 liên kết hydro. A liên kết với T bằng 2 liên kết hydro, G liên kết với X bằng 3 liên kết hydro. Vì vậy chúng ta có công thức 2X cộng 3Y bằng 7. Để giải cái hệ phương trình này, các em lấy phương trình 1 nhân cho 2 thì sẽ được 2X cộng 2Y bằng 6. Lấy phương trình 2 trừ cho phương trình 1 thì các em sẽ được Y bằng 1. Và thế Y bằng 1 vào phương trình số 1 thì các em sẽ giải ra X bằng 2. Vậy đột biến làm mất đi một cặp GX và hai cặp AT. Vậy số nu từng loại của gen B nhỏ, A bằng T bằng 720 trừ cho 2 thì bằng 718 nucleotide, G bằng X bằng 480 trừ 1 thì bằng 479 nucleotide. Về đột biến nhiễm sắc thể, đột biến nhiễm sắc thể gồm hai dạng: đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể và đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thì gồm các dạng mất đoạn, lập đoạn, đảo đoạn, và lên chương trình học cấp 3 thì các em còn học thêm cái dạng chuyển đoạn. Bài tập minh họa cho cái bài hôm nay thì thầy chỉ hướng dẫn 3 dạng, đó là mất đoạn, lập đoạn và đảo đoạn. Bài tập minh họa: xét một nhiễm sắc thể mang các đoạn được ký hiệu như sau: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K và dấu ô là tâm động. Hãy nhận xét các dạng đột biến cấu trúc trong các trường hợp sau. Số 1, sau đột biến, nhiễm sắc thể có cấu trúc A, B, C, D, C, D, E, F, G, H, I, K. Các em chú ý cái phần gạch chân phía dưới. So với nhiễm sắc thể ban đầu, các em thấy trình tự là A, B, C, D, E. Nhiễm sắc thể bị đột biến thì đoạn CD được lặp lại. Vậy đột biến này thuộc loại là lặp đoạn, đoạn CD lặp lại một lần. Số 2, sau đột biến, nhiễm sắc thể có cấu trúc A, B, C, D, E, F, I, K. Các em chú ý cái đoạn sau tâm động. Nhiễm sắc thể ban đầu trình tự là F, G, H, I, K. Nhiễm sắc thể sau đột biến là F, I, K. Như vậy đột biến này thuộc loại mất đoạn.
mất đoạn GH. Số 3. Sau đột biến, nhiễm sắc thể có cấu trúc ABCDE, FIHGK. Các em cũng chú ý cái phần gạch chân ở phía dưới. Nhiễm sắc thể ban đầu là GHI. Nhiễm sắc thể sau khi biến đổi là IHG. Vậy đột biến này thuộc loại đảo đoạn. Cái đoạn GHI bị đứt ra quay 180 độ và sau đó gắn trở vào, cho nên vị trí các đoạn bị đảo. Số 4. Sau đột biến, nhiễm sắc thể có cấu trúc ABCD, HGF, EIK. Thì các em cũng chú ý cái phần gạch chân ở phía dưới. Đoạn nhiễm sắc thể ban đầu thì E ở phía trước tâm động và sau đó tới FGH. Sau đột biến thì H được đảo ra phía trước và E được đảo ra phía sau tâm động. Thì đây là đột biến thuộc loại đảo đoạn và cái đoạn bị đảo có mang tâm động. Về đột biến số lượng nhiễm sắc thể, phần A đột biến thể dị bội. Nếu chỉ xét đến sự biến đổi số lượng của một cặp nhiễm sắc thể thì có các trường hợp 2N cộng 1 gọi là thể 3 nhiễm, 2N trừ 1 là thể 1 nhiễm, 2N cộng 2 là thể 4 nhiễm và 2N trừ 2 là thể khuyết nhiễm. Nếu có hai cặp nhiễm sắc thể bị biến đổi về số lượng thì đối với chương trình lớp 9 các em học thì có dạng là 2N cộng 1 cộng 1 là thể 3 nhiễm kép và 2N trừ 1 trừ 1 là thể 1 nhiễm kép. Về biến đổi số lượng một cặp nhiễm sắc thể, một loài có N cặp nhiễm sắc thể trong bộ lưỡng bội thì sẽ có N kiểu khác nhau về thể 1, thể 3, thể 4 và thể 0. Hoặc chúng ta có thể tính theo công thức C chập N của 1. Ví dụ, ruồi giấm có 2N bằng 8 nhiễm sắc thể thì tương đương với 4 cặp nhiễm sắc thể thì sẽ có 4 kiểu thể 1, 4 kiểu thể 3, 4 kiểu thể 4 và 4 kiểu thể 0. Ở đây các em quan sát cái hình bộ nhiễm sắc thể ruồi giấm bình thường có 8 nhiễm sắc thể thì tương đương với 4 cặp. Sau khi bị biến đổi thành dạng 1, ta thấy cặp nhiễm sắc thể hình que bị mất đi một nhiễm sắc thể thì đây là dạng thể 1 thứ nhất. Hình số 2 thì cặp nhiễm sắc thể hình dấu chấm bị mất đi một nhiễm sắc thể. Hình số 3 thì các em chú ý cái cặp hình chữ V bên trái, nó bị mất đi một nhiễm sắc thể. Và số 4, mất đi một nhiễm sắc thể hình chữ V bên phải. Vậy thì có 4 dạng thể 1. Tương ứng cũng sẽ có 4 dạng thể 3. Có thể là thể 3 nhiễm xảy ra ở cặp nhiễm sắc thể hình que, thể 3 cặp nhiễm sắc thể hình dấu chấm, hoặc là thể 3 ở các cặp nhiễm sắc thể hình chữ V. Nếu có hai cặp nhiễm sắc thể bị biến đổi về số lượng, ví dụ như thể 1 nhiễm kép hay thể 3 nhiễm kép, thì ta sẽ có công thức C chập N của 2. Về rối loạn trong nguyên phân, trong nguyên phân khi tế bào phân chia bình thường thì sẽ tạo ra hai tế bào con có bộ nhiễm sắc thể giống với tế bào mẹ ban đầu. Trong quá trình phân chia, tế bào chịu tác động của các cái tác nhân gây đột biến làm rối loạn hình thành thoi vô sắc, nên bộ nhiễm sắc thể không phân ly đồng đều ở kỳ sau, và cuối cùng kết quả tạo ra các tế bào con mang bộ nhiễm sắc thể bị đột biến. Bài tập minh họa. Bài 1. Một tế bào 2N ở đỉnh sinh trưởng của một cây tiến hành nguyên phân. Ở kỳ sau, một nhiễm sắc thể trong cặp tương đồng số 8 không phân ly, các nhiễm sắc thể khác phân ly bình thường. Xác định bộ nhiễm sắc thể của các tế bào con tạo ra sau nguyên phân. Hướng dẫn giải. Rối loạn nguyên phân ở một cặp nhiễm sắc thể số 8 thì tạo ra hai loại tế bào là 2N-1 và 2N-1. Vậy hai tế bào con tạo ra có bộ nhiễm sắc thể khác nhau 2N-1 và 2N-1. Bài 2. Một tế bào sinh dưỡng có kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể. Trải qua nguyên phân, có một nhiễm sắc thể kép thuộc cặp B lớn B nhỏ không phân ly.
viết ký hiệu kiểu gen của hai tế bào con sau nguyên phân. Về hướng dẫn giải, xét cặp nhiễm sắc thể B lớn, B nhỏ. Một trong hai nhiễm sắc thể của B lớn, B nhỏ không phân ly trong nguyên phân thì chúng ta có hai trường hợp. Trường hợp 1, B lớn không phân ly thì tạo ra giao tử B lớn, B nhỏ và giao tử B nhỏ. Trường hợp 2, B nhỏ không phân ly thì tạo ra B lớn, B nhỏ và giao tử B nhỏ. Suy ra tế bào sinh ra có thể là B lớn, B nhỏ và B nhỏ, hoặc B nhỏ, B nhỏ và B lớn. Ký hiệu kiểu gen của hai tế bào con sau nguyên phân là A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ và A lớn, A nhỏ, B nhỏ, hoặc A lớn, A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ và A lớn, A nhỏ, B lớn. Về rối loạn trong giảm phân, khi chịu tác động bởi các tác nhân đột biến, quá trình giảm phân xảy ra rối loạn. Rối loạn trong giảm phân có thể là do rối loạn trong giảm phân 1 hoặc cũng có thể là do rối loạn trong giảm phân 2. Về rối loạn trong giảm phân 1 sẽ tạo ra hai loại giao tử là N+1 và N-1. Về rối loạn trong giảm phân 2 sẽ tạo ra ba loại giao tử là N+1 và N-1. Đây là sơ đồ minh họa giảm phân bình thường. Tế bào có kiểu gen A lớn A nhỏ do nhiễm sắc thể nhân đôi ở pha S kỳ trung gian tạo thành nhiễm sắc thể kép mang kiểu gen A lớn, A nhỏ, A nhỏ. Kỳ sau của giảm phân 1, mỗi nhiễm sắc thể kép trong cặp tương đồng phân ly bình thường về một cực của tế bào, tạo thành hai tế bào mang gen A lớn và A nhỏ, N nhiễm sắc thể kép. Kỳ sau của giảm phân 2, các nhiễm sắc tử tách nhau ra và tiến về hai cực của tế bào. Kết quả là tạo thành 4 tế bào con có bộ nhiễm sắc thể đơn bội là A lớn và A nhỏ. Về rối loạn trong giảm phân 1, ở kỳ sau của giảm phân 1, cặp nhiễm sắc thể kép mang gen A lớn, A nhỏ, nhỏ không phân ly, tạo ra 2 tế bào con. Tế bào thừa một nhiễm sắc thể kép, ký hiệu là A lớn, A nhỏ nhỏ, N+1 nhiễm sắc thể kép, và tế bào thiếu một nhiễm sắc thể kép, ký hiệu là O. Kỳ sau của giảm phân 2, nhiễm sắc thể phân ly bình thường, các nhiễm sắc tử trong nhiễm sắc thể kép tách nhau ra tại tâm động và tiến về hai cực của tế bào. Kết quả là tạo thành 4 tế bào con có 2 tế bào mang gen A lớn, A nhỏ, N+1 và 2 cái tế bào N-1. Về rối loạn trong giảm phân 2 thì có 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, sau khi kết thúc cái giảm phân 1, tạo ra 2 tế bào con mang gen A lớn và A nhỏ, A nhỏ. Trong kỳ sau của giảm phân 2, các tế bào mang gen A lớn không phân ly, tạo ra giao tử thừa một nhiễm sắc thể, ký hiệu là A lớn, N+1. Và giao tử thiếu một nhiễm sắc thể, ký hiệu là O, N-1. Tế bào mang gen A nhỏ nhỏ phân ly bình thường, tạo ra giao tử A nhỏ, ký hiệu là N. Trường hợp 2, kỳ sau của giảm phân 2, tế bào mang gen A nhỏ không phân ly thì tạo ra giao tử thừa một nhiễm sắc thể A nhỏ nhỏ, ký hiệu là N+1. Và giao tử thiếu một nhiễm sắc thể là O, N-1. Tế bào mang gen A lớn phân ly bình thường, tạo ra giao tử A là N. Tóm lại, rối loạn trong giảm phân 2 có 2 trường hợp. Sau khi kết thúc giảm phân 1, tạo ra 2 tế bào con mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội kép. Một trong 2 tế bào con không phân ly, tạo ra 3 loại giao tử như trên hình. Thực tế, chưa có thực nghiệm chứng minh cả 2 tế bào không phân ly ở giảm phân 2, nên ta không xét trường hợp cả 2 tế bào không phân ly cùng một lúc. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, đề bài được quyền giả sử cả 2 tế bào đều không phân ly ở giảm phân 2.
về bài tập vận dụng sự rối loạn trong quá trình giảm phân, bài tập 1. Ở một loài sinh vật, xét một tế bào sinh tinh có hai cặp nhiễm sắc thể, ký hiệu A lớn A nhỏ và B lớn B nhỏ. Khi tế bào này giảm phân hình thành nên giao tử. Ở giảm phân 1, cặp A lớn A nhỏ phân ly bình thường, cặp B lớn B nhỏ không phân ly. Giảm phân 2 diễn ra bình thường. Hãy xác định số loại giao tử có thể tạo ra từ tế bào sinh tinh trên. Về hướng dẫn giải, một tế bào sinh tinh giảm phân không có hoán vị gen, xét cặp A lớn A nhỏ phân ly bình thường thì sẽ tạo ra hai loại giao tử là A lớn và A nhỏ. Xét cặp B lớn B nhỏ rối loạn giảm phân 1 cho ra hai loại giao tử B lớn B nhỏ và O. Tế bào có thể tạo ra các loại giao tử A lớn, B nhỏ, A nhỏ hoặc A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Sơ đồ minh họa cho trường hợp 1. A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ nhân đôi tạo thành trạng thái kép A lớn, A nhỏ, nhỏ B lớn, B nhỏ, B nhỏ. Cặp A lớn, A nhỏ, A nhỏ phân ly bình thường tạo ra A lớn và A nhỏ, A nhỏ. Cặp B lớn, B nhỏ không phân ly, bị kéo về một phía. Trong trường hợp này là kéo về cùng với A lớn, tạo thành A lớn, B lớn, B nhỏ, B nhỏ. Trong quá trình giảm phân, tiếp tục tạo ra giao tử A lớn, B nhỏ. Cặp A nhỏ, nhỏ phân ly, tạo ra giao tử A nhỏ. Một tế bào sinh tinh giảm phân không có hoán vị gen thì giống như ở trên. Về sơ đồ minh họa trường hợp 2, kiểu gen A lớn nhỏ B nhỏ nhân đôi tạo thành trạng thái kép A lớn A nhỏ nhỏ B lớn B nhỏ B nhỏ. Cặp A lớn A nhỏ nhỏ phân ly bình thường, cặp B lớn B nhỏ không phân ly. Trong trường hợp này là phân ly về cùng với A nhỏ nhỏ, cho nên tạo ra giao tử A nhỏ B lớn B nhỏ. Cặp A lớn phân ly tạo ra giao tử A lớn. Bài tập 2. Trong một tế bào sinh tinh, xét hai cặp nhiễm sắc thể được ký hiệu là A lớn A nhỏ và B lớn B nhỏ. Khi tế bào này giảm phân, cặp A lớn A nhỏ phân ly bình thường, cặp B lớn B nhỏ giảm phân 1 diễn ra bình thường, không phân ly trong giảm phân 2. Xác định các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên. Về hướng dẫn giải, một tế bào sinh tinh giảm phân không có hoán vị gen, xét cặp A lớn A nhỏ bình thường thì tạo ra hai loại giao tử A lớn và A nhỏ. Xét cặp B lớn B nhỏ giảm phân 1 bình thường nên giảm phân 1 sẽ tạo ra hai tế bào có bộ nhiễm sắc thể B lớn và B nhỏ B nhỏ. Trường hợp 1, tế bào có bộ nhiễm sắc thể B lớn giảm phân 2 bị rối loạn, sinh ra hai loại giao tử B lớn và O. Bộ nhiễm sắc thể B nhỏ phân ly bình thường tạo ra giao tử B nhỏ. Trường hợp 2, tế bào có kiểu gen B nhỏ giảm phân 2 bị rối loạn, sinh ra hai loại giao tử B nhỏ O và B lớn phân ly bình thường tạo ra B lớn. Các loại giao tử có thể tạo ra là B lớn, B nhỏ, B lớn, B nhỏ và O. Tế bào có thể tạo ra các loại giao tử A lớn, B lớn, A lớn và A nhỏ, B nhỏ hoặc A lớn, A nhỏ, B nhỏ và A nhỏ hoặc A lớn, B nhỏ, A lớn và A nhỏ, B lớn hoặc A nhỏ, B lớn, A nhỏ và A lớn, B nhỏ. Về cái sơ đồ minh họa cho các trường hợp. Sơ đồ minh họa cho trường hợp 1. Thì cái kiểu gen A lớn, A nhỏ, B nhỏ nhân đôi tạo thành dạng kép A lớn, A nhỏ, nhỏ, B lớn, B nhỏ, B nhỏ. Trong giảm phân 1, phân ly bình thường tạo ra tế bào mang gen A lớn, B lớn và tế bào mang gen A nhỏ nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Trong giảm phân 2, cặp B lớn không phân ly,
thì tạo ra giao tử A lớn, B lớn, B lớn và giao tử A lớn. Cặp A nhỏ, A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ phân ly bình thường tạo ra giao tử A nhỏ, B nhỏ. Như vậy ở đây có 3 giao tử là A lớn, B lớn, B lớn, A lớn và A nhỏ, B nhỏ. Sơ đồ minh họa cho trường hợp 2 thì cặp A lớn, B lớn, B lớn phân ly bình thường tạo ra giao tử A lớn, B lớn. Cặp A nhỏ, nhỏ, B nhỏ, B nhỏ thì cặp A nhỏ phân ly bình thường nhưng cặp B nhỏ không phân ly, vì vậy tạo ra giao tử A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ và giao tử A nhỏ. Như vậy ở đây cũng có 3 loại giao tử là A lớn, B lớn, A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ và A nhỏ. Về sơ đồ minh họa cho trường hợp thứ 3, cặp A lớn, B nhỏ, B nhỏ thì cặp A lớn phân ly bình thường tạo ra giao tử A lớn, cặp B nhỏ không phân ly, vì vậy mà tạo ra giao tử A lớn, B nhỏ và giao tử A nhỏ. Cặp A nhỏ, B lớn phân ly bình thường tạo ra giao tử A nhỏ, B lớn. Như vậy tạo ra 3 loại giao tử là A lớn, B nhỏ, A lớn, A nhỏ, B lớn. Sơ đồ minh họa cho trường hợp 4. Cặp A lớn, B nhỏ, phân ly bình thường tạo ra giao tử A lớn, B nhỏ. Cặp A nhỏ, B lớn, trong đó cặp A nhỏ, nhỏ phân ly bình thường, cặp B lớn không phân ly, vì vậy tạo ra giao tử A nhỏ, B lớn và giao tử A nhỏ. Vậy trong trường hợp 4 cũng tạo ra 3 loại giao tử là A lớn, B nhỏ, A nhỏ, B lớn và A nhỏ. Tóm lại, rối loạn trong quá trình phát sinh thể lệch bội thì có rối loạn trong nguyên phân và rối loạn trong giảm phân. Rối loạn trong giảm phân thì có rối loạn trong giảm phân 1 sẽ tạo ra 2 loại giao tử là N cộng 1 và N trừ 1. Rối loạn trong giảm phân 2 sẽ tạo ra 3 loại giao tử là N, N cộng 1 và N trừ 1. Về thể đa bội, đột biến thể đa bội là trường hợp số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng tăng theo bội số của N như 3N, 4N, 5N, 6N. Sự xuất hiện thể đa bội bao giờ cũng liên quan tới sự nhân đôi nhưng không phân ly của tất cả các cặp nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân hoặc là giảm phân. Về bài tập minh họa, ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2N bằng 24, cho phép lai giữa cá thể đực mang kiểu gen A lớn, B nhỏ với cá thể cái mang kiểu gen A nhỏ, B lớn. Hãy cho biết bộ nhiễm sắc thể kiểu gen của F1 trong các trường hợp sau. A. Đột biến xảy ra trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, con lai F1 sinh ra là thể tứ bội. B. Đột biến xảy ra trong giảm phân hình thành giao tử ở B, con lai F1 sinh ra là thể tam bội. Về hướng dẫn giải, cá thể đực mang kiểu gen A lớn, B nhỏ có 2N bằng 24 nhiễm sắc thể, lai với cá thể cái có kiểu gen A nhỏ, B lớn, 2N bằng 24 nhiễm sắc thể. Trong quá trình giảm phân tạo giao tử 4 cá thể đực kiểu gen A lớn, B nhỏ, giảm phân bình thường tạo ra giao tử A lớn, B nhỏ, N bằng 12 nhiễm sắc thể. Cá thể cái kiểu gen A nhỏ nhỏ, B lớn, giảm phân bình thường tạo ra giao tử A nhỏ, B lớn, N bằng 12 nhiễm sắc thể. Sự thụ tinh giữa giao tử A lớn, B nhỏ và A nhỏ, B lớn tạo ra hợp tử A lớn, A nhỏ, B nhỏ, 2N bằng 24 nhiễm sắc thể. Đột biến xảy ra trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, con lai sinh ra là thể tứ bội. F1 có kiểu gen A nhỏ, B nhỏ, 2N bằng 24. Nhân đôi trong quá trình nguyên phân sẽ tạo ra hợp tử có kiểu gen A lớn, A nhỏ, nhỏ, B lớn, B nhỏ, 4N bằng 48 nhiễm sắc thể. B. Đột biến xảy ra trong giảm phân, con lai F1 sinh ra là thể tam bội. Trường hợp 1, đột biến
xảy ra trong giảm phân ở cá thể đực. Cá thể đực có kiểu gen A lớn A lớn, B nhỏ B nhỏ, 2N bằng 24 nhiễm sắc thể. Lai với cá thể cái có kiểu gen A nhỏ A nhỏ, B lớn, 2N bằng 24 nhiễm sắc thể. Trong quá trình sinh giao tử, cá thể đực có kiểu gen A lớn, B nhỏ, phân ly không bình thường, tạo ra giao tử A lớn, B nhỏ, 2N bằng 24 nhiễm sắc thể. Cá thể cái có kiểu gen A nhỏ, B lớn, phân ly bình thường, tạo ra giao tử A nhỏ, B lớn, có N bằng 12 nhiễm sắc thể. Sự thụ tinh giữa giao tử mang gen A lớn, B nhỏ, với giao tử mang gen A nhỏ, B lớn, tạo ra hợp tử A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ, 3N bằng 36 nhiễm sắc thể. Trường hợp 2, đột biến xảy ra trong giảm phân ở cá thể cái. Cá thể đực có kiểu gen A lớn, B nhỏ, 2N bằng 24 nhiễm sắc thể, giảm phân bình thường, tạo ra giao tử A lớn, B nhỏ, N bằng 12 nhiễm sắc thể. Cá thể cái có kiểu gen A nhỏ, B lớn, 2N bằng 24 nhiễm sắc thể, giảm phân không bình thường, tạo ra giao tử A nhỏ, B lớn, 2N bằng 24 nhiễm sắc thể. Sự thụ tinh giữa giao tử A lớn, B nhỏ, A nhỏ, B lớn, tạo ra hợp tử A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ, 3N bằng 36 nhiễm sắc thể. Các em học sinh thân mến, thì vừa rồi thầy ôn tập cho các em một số dạng bài tập về đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể. Để rèn thêm kỹ năng làm bài tập thì các em có thể tra cứu thêm internet để làm thêm các bài tập. Thì phần ôn tập đến đây là hết. Xin chào các em.